could be us. So back to what I was saying. Could be us. Sao nhí đẹp nhất Trung Quốc trốn thuế, khán giả bức xúc đòi cấm sóng. Hình tượng sao nhí đẹp nhất Trung Quốc tưởng y sụp đổ trong mắt người hâm mộ sau khi scandal trốn thuế bị phanh phui. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nữ diễn viên tưởng y bị tố nhiều lần trốn thuế với số tiền lên tới 1,5 triệu nhân dân tệ, gần 5 tỷ đồng. Thông tin này thu hút sự chú ý của người hâm mộ và trở thành từ khóa tìm kiếm trên trang Weibo. Tháng 2 năm 2023, tưởng y bị tố trốn thuế từ năm 2016 đến 2021. Tháng 7 năm nay, sau khi rà soát, Cục Thuế xác nhận tố cáo này là đúng và yêu cầu nữ diễn viên phải nộp thuế và phí phạt. Hiện tại, nữ diễn viên đã hoàn tất thanh toán. Theo nguồn tin tố cáo, từ năm 2016 đến 2021, tưởng y kiếm được hơn 16 triệu nhân dân tệ, khoảng 53 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi năm diễn viên 22 tuổi thu về hơn 3,2 triệu nhân dân tệ, khoảng 10,5 tỷ đồng. Dư luận bức xúc, chỉ trích tưởng y trốn thuế trong khi kiếm được số tiền lớn. Nhiều khán giả bức xúc cho rằng nên cấm sóng tưởng y để làm gương. Bê bối trốn thuế khiến hình tượng của tưởng y sụp đổ trong mắt người hâm mộ. Trước tưởng y, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc đã bị phong sát liên quan đến việc trốn thuế. Diễn viên Đặng Luân phải rời khỏi làng giải trí sau scandal trốn thuế với số tiền lên tới 9,38 triệu USD, hơn 225 tỷ đồng. Ngoài Đặng Luân, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng cũng bị cấm sóng vì sử dụng chiêu trò che giấu thu nhập, lách luật để trốn thuế. Tưởng y là ngôi sao nhí được yêu thích tại Trung Quốc. Với nhan sắc trong trẻo, cô được mệnh danh là sao nhí được yêu thích nhất Trung Quốc hay sao nhí đẹp nhất Trung Quốc. Ngoài ra, tưởng y còn gây ấn tượng với nền tảng học vấn tốt. Cô thi đổ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong năm lò đào tạo minh tinh danh giá hàng đầu châu Á, với nhiều cựu sinh viên nổi tiếng như Lưu Diệt Phi, Trần Khải Ca, Ngô Lỗi, Trương Nghệ Mưu, Vương Tuấn Khải, Hiểu Đồng, Châu Đông Vũ. Hoạt động nghệ thuật từ năm 6 tuổi, tưởng y sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Cô góp mặt trong hơn 50 bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó nổi bật như Thiếu Nữ Toàn Phong, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Sở Kiều Truyện, Cung Tỏa Trầm Hương hay Mỹ Nhân Tâm Kế. Bên cạnh diễn xuất, tưởng y là gương mặt được các nhãn hàng săn đón mời quảng cáo. Cô từng gây sốt vì đóng quảng cáo đầu tay khi chỉ mới 1 tuổi,